là bắt đầu rồi. Không biết là đã bắt đầu chưa mọi người nhỉ? Ồ đây này. Bắt đầu rồi. Ok thì mình đi xem một chút, thì hôm nay mình livestream trên cả Facebook nữa. Để mình cũng chưa thử vào cái Busuu đâu, mà mới thử một chút. Ok, để mình chia sẻ một chút. Mày thử ra cùng thử test Busuu nhá. Có ai đâu nhỉ? Và thử nhá, để ứng dụng là Busuu này, nó thử Busuu ở trên đấy, mình chưa thử bao giờ, cũng chưa thử test test chat cái xem được. Mình có chào anh Thanh ở đây. Để thử thử test Busuu. Đây phép mọi người đi xe các nhóm tí, nhỡ đâu mọi người lại cho mình đăng lên, có những nhóm không cho mình đăng lên mọi người ạ, chặn mình luôn, mà mình hoàn toàn dạy miễn phí, kệ thôi. Ui đường link dài thế. Đợi duyệt này thì xong livestream rồi mọi người mới xem được, mất không ai tương tác được. Nốt nhóm nữa xong. Ok. Nó thử nhá, Busuu học này. Học từ Tây Ban Nha. Cái này rất là hay, là bởi vì một cái là hình như là chúng ta dùng tiếng Việt ấy, chúng ta có thể học được. Chứ còn những cái app như kiểu Duolingo hay là Memrise thì chúng ta phải biết tiếng Anh. Học tiếng Pháp thì chúng ta ấn vào đây thôi. Đăng nhập qua Facebook đi. Đó. Sao là nhanh. Đỡ phải đăng ký. Ồ, thông báo đây là đã được kết nối cả Busuu này. Ok. Là người mới học tiếng Pháp. Nói như người bản địa khi đi du lịch. Được đấy nhỉ. Lại tập trung vào việc du lịch nhá. Rất là hay. Gọi món ở nhà hàng và hiểu các biệt báo. Ồ. Đấy, tiếp tục thôi. Có trình độ này. Mới bắt đầu thì chúng ta hãy chọn trình độ A1 thôi. Muốn học và những mới thể xét thời gian này. Cũng được. Dàn dàn ra, tuần học 3 buổi, ok. Học 10 phút mỗi ngày, đồng ý. Có thể giảm xuống 5, 10, 15, 20. 30 là mắc mọi người nhá, 10 phút là hợp lý. Đây là đăng xét thôi, đặt mục tiêu. Ồ, liều đi. Bạn có thể xét kỹ hơn. Cái này là 6 đô khoảng 130, 140 nghìn. Và chúng ta cứ phải test thử cái bản free trước. Sử dụng thẻ ghi nhớ để học từ mới. Ồ, mọi người vẫn còn bắt được nghe thấy mình nói đúng không? Ok, thử bắt đầu học nhé. Đường vân như Abu Su. Ok. C'est parti. Đâu. Bonjour. Bonjour. Ok, cái này thì cũng khá là giống với lại những cái gì mà chúng ta đã biết. Một hình ảnh, âm thanh. Bonjour. Hãy đọc và nghe từ. Bonjour. Ok chưa? Cái chất lượng ở đây tốc độ bình thường. Thì chậm hơn một chút này. Các bạn thể chỉnh chậm hơn nếu như mà nhanh quá này. Thử nhé. Bonjour. Ok. Thêm mục ưa thích tức là có thể lưu lại được. Tải xuống thì chắc là để học offline chỉ dành cho bạn bạn trả phí thôi. Mẹo à? Mẹo nó lưu lại những cái gì nó vừa thông báo. Ẩn hiện phím tắt. Ở đây có lẽ là dành cho giao diện máy tính thôi. Giao diện điện thoại có lẽ nhiều bạn sẽ dùng điện thoại thì không cần lắm. Bonjour. Ok, khá là dễ. Bây giờ thể chỉnh tốc độ nhỏ chậm hơn cũng được nhá.
Bonjour. Je m'appelle. Je m'appelle. Tên tôi là. Cái này rất là hay, là dành cho những bạn mà không biết tiếng Anh, chỉ cần biết tiếng Việt thôi, thì cũng có thể học được rồi. Chúng ta có thể chỉnh chậm hơn để nghe rõ hơn. Je m'appelle. Cũng ok đấy, không tệ đâu. Đưa ra cả ví dụ nữa, Bonjour, je m'appelle Cédric. cũng rất là hay. Cho thêm ví dụ nữa, các bạn có thể phát âm lại những cái ví dụ này như là Bonjour, je m'appelle Cédric. Je m'appelle. Je m'appelle. Chậm hơn, nghe cho rõ. Je m'appelle. Et vous? Còn bạn, số ít trang trọng. Đó, rất là rõ ở đây. Có ví dụ luôn. Thử nghe phát âm lại. Et vous? Đó, chúng ta có thể để tốc độ chậm. Et vous? Cùng với đó chúng ta có thể lưu lại cái từ này. Đó, bây giờ sẽ lưu lại. Nó có ví dụ. Je m'appelle Pierre. Et vous? Je m'appelle Pierre. Et vous? Đó, mềm ứng dụng Busuu này rất là hay này. Nó cũng khá là giống Memrise, nhưng mà nó chậm hơn, không bị vội vàng như Memrise. Cùng với đó là hình thế nó có tiếng Việt dành cho những bạn chưa giỏi tiếng Anh, rất là ổn. Có thêm phần ví dụ này, phần ví dụ có lưu lại những cái gì mà mình muốn lưu. Chọn lựa tốc độ chậm bình thường hoặc là chậm hoặc là bình thường, đó rất là hay. Toàn tiếng Việt thôi. Je m'appelle Pierre. Et vous? Et vous? Đó, chúng ta có thể nhớ được mặt từ ở đây. Chúng ta có thể chậm hơn. Je m'appelle Pierre. Et vous? Rất là hay. Busuu còn toàn có trên ứng dụng Android và iOS. Có trả phí và không trả phí. Đây là mình dùng bản không trả phí. Ghép các từ với định nghĩa của chúng. Ở đây bị một lỗi, cái lỗi phông. Busuu nên sửa, nên thân thiện hơn với lại là người dùng tiếng Việt. Dù sao thì như này quá quá tốt rồi, bởi vì rất là ít phần mềm học tiếng Pháp dành cho người Việt, là ổn. Đó, bonjour thì dành để chào hỏi và je m'appelle để nói tên. Enchanté. 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 Ở đây có hai giọng rất là hay này, cái này đánh giá cao nữa. Đây chính là enchanté là người nam nói, còn enchanté là người nữ nói. Có thể nghe lại, Enchanté. Enchanté. nghe chậm hơn. Enchanté. Enchanté. Lưu lại cái từ này nếu muốn. Đó. Cùng với đó là có một cái ví dụ ở đây. Je m'appelle Cathy. Enchanté. Đó, các bạn chú ý đây là giọng nữ, nên enchanté này thêm ơ, rất là hay. Enchanté hay enchanté, để nói rất vui được các bạn nam giới sử dụng enchanté và phụ nữ sử dụng enchanté, thêm một chữ e ở cuối. Chúng được phát âm giống hết nhau. Tuyệt vời chưa mọi người? Đây là, chính là tip đấy. Tip là những lập đi đây, nó đi qua được cái đấy rồi thì nó sẽ lưu vào đây. Cái tip đã đi qua rồi nó sẽ lưu vào đây. Rất rất là thân thiện, rất là thân thiện, bị mỗi cái lỗi phông thôi, rất là thân thiện với người dùng. Trong tên là nam này, nữ này. Đó. Bonjour, je m'appelle Emily. Enchantée. Đó. Nó nghe chậm hơn. Bonjour, je m'appelle Emily. Enchantée. Emily nói gì đó. Đó, chúng ta chưa nghe được, chúng ta phải ấn đi ấn lại mãi. Ngoài ra chúng ta đừng có thụ động bằng cách chỉ nghe rồi điền, chúng ta có thể phát âm lại. Có thể luyện là phát âm luôn. Bonjour, je m'appelle Emily, enchanté. Sau đó chúng ta để ở tốc độ bình thường và nói lại. Bonjour, je m'appelle Emily. Enchantée. Để tốc độ bình thường vẫn chậm. Dành chắc dành cho các bạn mới bắt đầu đây này, hơi chậm. Ok, thêm cái tip nữa này. Bạn sẽ sang cái sức Wii ra gì nhỉ? Lại bắt đầu kế hoạch học tập, có lẽ để sau nhá. Đấy, nó sẽ xét lại chỉ trình độ đây 1%. Nghĩ đây qua rất là nhiều bài, cứ một cái nhỏ này là một bài, thì một hai ba bốn năm sáu bảy, khoảng 15 bài thì sẽ đến được trình độ A1. Hai tiếp nhá, mình thích, khá là thích đấy, khá là thích cái này, thân thiện của tiếng Việt. Xem video, nhấn vào đây để bắt đầu. Ok, bắt đầu học phần mềm Busuu mọi người nhá. Mình chả được trả tiền ấy đâu, mà mình cũng chả 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 trả mở lớp hay gì, mà nhiều nhóm cứ đẩy mình ra nhóm đấy. Chắc là hiểu nhầm mình làm người
mình là người ở trung tâm nào đó. Ok, mình sẽ test một cái này nữa. Naga Naga can speak, mình thấy khá là hay. Đó, anh Quang Nguyễn giới thiệu. Bây giờ mình cứ đi để bu su đã. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Sophie. Et vous? Je m'appelle Federico. Enchanté. Enchanté. Lặp lại toàn bộ tất cả những gì bài 1. Gì đây? Thế thôi á? Không phải làm gì à? Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Sophie. Et vous? Je m'appelle Federico. Enchanté. Enchanté. Thế thôi. Ồ. Thì chào hỏi thôi, hân hạnh gặp bạn. Federico nói gì để giới thiệu tên của mình? Thì đương nhiên là bông rùa rồi. Ơ chết rồi. Jean Pépère à? Sai mọi người ạ. À, để mình xem mọi người. Nó ở đây nó hiện ở phía bên dưới. Phía bên dưới nữa là sai rồi, đáp án là Jean Pépère. Dạ, giới thiệu tên mà. Mình cứ tưởng là làm nào để bắt đầu cuộc giới thiệu này nhanh là mình sức này sai. Je m'appelle Sophie. Et vous? Đó. Kể cần nghe lại, nó nghe chậm. Chậm mới chắc. Vội là chết. Je m'appelle Sophie. Et vous? Em vui nhá, không phải chứ đâu, rất là lịch sự. Je m'appelle Sophie. Et vous? Ồ, phải viết lại, hay. Phải đầu tiên còn phải viết nữa. Viết này mới là quan trọng, để cho nhớ nhanh. Để lâu. Je m'appelle Federico. Enchanté. Enchanté, nên nhớ, đây là người con trai, nên chúng ta dùng enchanté, không có ơ. Bonjour, je m'appelle Federico. Bạn đợi mình chút nhé. Đợi mình một chút. Rơm mắt mà, rơm mắt pem. Bạn nghe chậm lại nhé. Bonjour, je m'appelle Federico. Nó. Cảm ơn ba bạn đang xem nhé. Các bạn cần hỏi gì mình cứ tương tác với mình nhé. Tương tác chat ở thanh công cụ mình có thể chat được với bạn đó. Đó. Chọn các từ theo đúng thứ tự. Khó thế. Chưa bắt đầu mà phải chào đúng không? Chào. Xong rồi bắt đầu viết hoa. Đấy. Mình mẹo mẹo tí. Je m'appelle Sophie con gái à? Et vous? Được chưa? Bonjour. Je m'appelle Sophie. Et vous? Ba Bravo. À, très vite. Sẽ gặp lại bạn. Các cái tip đi qua. Đó, học ở bài này có hai tip. Rất là hay. Phần này thì phải nâng cấp lên. Nâng cấp lên mới tải được về offline. Cũng hợp lý thôi. Người ta đã mất mất công rất là nhiều tạo ra cái ứng dụng để mình học. Đó, mình trả phí hoàn toàn bình thường như là kiểu mình đi học thôi. Hôm nay mình đợi sai, giới thiệu tên phải ra mặt pen. Mình làm lại. À, kết thúc bài này. Đó. Ngày hôm nay mình xác định là học 10 phút nhanh đấy nhở, bèo ngoài xong nhở, 10 phút xong rồi và nó sẽ tự động nhắc mình, hình như là mình đặt thứ ba thứ năm thứ bảy tự động nhắc mình. Đó, ở trên ứng dụng chắc là kêu la thảm thiết gì đấy không biết nữa. Đó, hai xong nhưng thế ổn. Cái phần mềm này thì dành cho tiếng Việt rất là hay, mình học tiếng Pháp lại dành cho người Việt Nam mà lại thân thiện, chậm chậm là tốt dành cho những người bắt đầu. Đó, có thể mình nghĩ là thầy học vèo cái này rất là hay. Đó, rất là hay. Làm này mình thấy hay hơn Memrise. Không, không, không dám so sánh, mỗi một cái nó một cái hay riêng nhưng mà rất là rõ ràng, có tiếng Việt đa số được cho mọi người nhiều hơn. Đấy, rất là tuyệt vời. Bạn có khỏe không? Học miễn phí thì bạn ấn được vào đây. Thoải mái luôn, ấn được vào đây. Ok, mình giới thiệu các bạn như thế, các bạn cứ thử download về nhá, xem như nào.
Thì ok, cảm ơn mọi người luôn luôn ủng hộ. Thì mọi người có thể vào cái kênh YouTube của mình, vào trang Tiếng Pháp Cho Người Bắt Đầu và tìm lấy kênh YouTube của mình để có thể subscribe. Có rất là nhiều clip giúp mọi người nhá. Ok, merci à tous. Au revoir. Chào tạm biệt mọi người nhé.